Wow, Holly làm cái sàn đẹp lắm nghe. I like it. Thank you. Yeah, you did it all with your children, right? And Anh Này nữa hả? Yes. He's a part of the program luôn hả? Yeah. Mà anh này tên là Này hả? Anh Này hả? Andre hả? Okay. Ở bài nhẫn này hay nè. Đọc cái nhẫn này coi. Nhẫn, nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Gái gốc trăm nết, nết nhẫn nhịn là cao. Cha con nhẫn nhịn nhau, vẹn toàn đạo lý. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏe bơ vơ. Khỏi bơ vơ chứ quên. Anh em nhẫn nhịn nhau trong nhà thường yên ấm. Bạn bè nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chậm phai mờ. Tự mình nhẫn nhịn được, ai ai cũng mến yêu. Người mà chưa biết nhẫn, chưa phải là người hay. Bài deep nè. Very deep.